Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một video rất là đặc biệt. Bởi vì từ trước giờ mình chưa có làm một cái video nào là về top những cây dendro nắng thơm nhất trong dòng dendro cả. Thì bữa nay vườn mình rất là may mắn và được sở hữu những cây mật bông rất là đẹp, hương thơm. Mật bông rất là lạ. Em này lát nữa mình sẽ nói tên cho các bạn nhé. Rất là thơm. Mình sẽ sắp xếp thứ tự thơm từ thấp lên cao các bạn nhé. Cây này là thơm thứ ba. Cây này ôi trời, nắng lên đẹp các bạn nhỉ. Là thơm thứ hai. Cây màu vàng này là thơm nhất, gọi là thiên hạ đại nhất thơm đó. Thì tất cả đều đồng giá là 70.000, các bạn lưu ý kỹ giúp mình nhé. Tất cả đều đồng giá 70.000 và mình sẽ ship toàn quốc. Các bạn mà mua combo 5 cây là giá là 350.000 sẽ được miễn tiền ship. Còn nếu các bạn nào mua 1-2 cây mang tính chất sưu tầm thì là phí ship là 40.000. Bên mình bán hàng là sẽ bảo hành chuẩn mặt bông cho các bạn và chuẩn hoa thơm nhé. Trước mặt các bạn đó chính là một mặt bông rất là đẹp, sáng. Đó chính là cây dendro nắng banana hay thường gọi là dendro chuối. Đặc điểm mà mình rất là thích của cái dòng này đó chính là mặt bông sáng. Mặt bông sáng, cánh hoa hài hòa. Và em này có một mùi rất là thơm các bạn nhé. Rất thơm. Đây cái mặt bông ở chuối này. Giống như là màu của trái chuối vậy. Banana trong tiếng Anh nghĩa là chuối đấy các bạn. Đó. Thì những cây là mình sẽ gửi cho các bạn là những cây như thế này nhé. Là một chậu chuối là mình sẽ viết chữ C như thế này. Rễ xanh, khỏe. Giá là 70.000 các bạn. Nếu mà có điều kiện chúng ta trồng hai cây vào với nhau, ghép thành một bộ chậu khủng thì những cái này đều thắt ngọn hết rồi. Thắt ngọn tức là ngọn của em đã đứng lại và không đi nữa. Thì chỗ này các em sẽ cho ra ngồng. Đây. Dendro chuối thì em ấy rất là siêng bông các bạn. Thế này, cây này là cây cũng cùng trang lứa tuổi với cái em này. Thì em đã ra hai ngồng trên ngọn. Đó các bạn thấy đó. Thì mặt bông của em mới chuẩn là màu như thế này. Màu màu vàng. Ở giữa thì là màu trắng nhạt. Lưỡi thì là màu hồng nhạt các bạn này. Đó. Chuối đấy. Mình sẽ bảo hành chuẩn cho các bạn mặt bông nhé. Hôm nay mặt bông rất là sáng. Có những dòng mà có vẻ đẹp nhưng mà không có hương thơm. Nhưng mà rất là may mắn là trong cái bộ combo này là chúng ta có 3 em đều thơm. Ba em đều thơm. Cây chuối thì mình sẽ viết chữ C, các bạn ghép chuối cùng với nhau. Và chậu cao khoảng độ là được 30cm. Một găng tay người trưởng thành này. 30cm. Chậu 3 thân các bạn nhé. Rễ xanh. Rễ xanh. Mình sẽ bao bao chuẩn cho các bạn là mặt bông là như thế này. Đây là chuối các bạn nhé. Chữ C. Đây, rễ xanh này. Về các bạn bóc bớt sơ rửa đi. Chúng ta chèn than vào thôi nhé. Bóc bớt xíu đi. Bóc bớt xíu đi. Đồng giá là 70.000. Chuối hay thường gọi là banana, một trong những dòng lan dendro nắng rất là thơm, đáng để sưu tầm. Sáng các bạn, thấy các bạn mặt bông sáng không? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một dòng lan rất là đẹp. Màu chủ đạo của cái phong lan là màu trắng tím. Đó chính là cây dendro nắng bà liễu xưa. Dendro nắng bà liễu xưa, cái dòng này thì cực kỳ là siêng bông rồi. Chắc là mình không cần phải nói nhiều nữa. Mặt bông chuẩn là 5 cánh trắng lưỡi tím, cánh bay, lưỡi bẹt, hoa thơm, xiên bông, mắn đẻ, dễ trồng, ra bông quanh năm suốt tháng. Tất cả những gì mà đẹp nhất trong dòng dendro nắng thì hầu như là bà liễu xưa là hội tụ hết các bạn à. Dòng này là vườn mình không thể thiếu. Thì cây bà liễu thì cũng mình sẽ viết chữ L cho các bạn như này này. Và chậu cũng là chậu 3 thân. Và cũng cao được khoảng nào được là 30cm. Và tất cả những cây này sẽ làm bông cho các bạn trong vòng 1 tháng nữa thôi. Các em sẽ làm bông nhé. Một bông 70.000, các bạn cũng nên ghép hai chậu liễu vào với nhau. Và chúng ta là chèn than này. Chèn than các bạn nhé, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta chèn than và rải ít dớn lên trên. Mình xin nói qua nhé, cái dớn này là bên mình hiện tại sưu tầm rất là nhiều. Nếu mà bạn nào mà không có dớn này thì liên hệ giúp Sóc Cò. Sóc Cò sẽ tặng cho bạn cái bộ khoảng độ là một bịch dớn. Một bịch dớn rất là nhiều. Để các bạn rải lên trên này, chúng ta giữ ẩm cho cây lan. Các bạn thấy đó, nó đẻ này. Mình giải phân trì của nhập xuống dưới gốc này. Đó. Rất là thơm. Cũng giá là 70.000 các bạn. Nên ghép hai cây bà liễu vào với nhau. Chậu này mình cũng ghép hai cây bà liễu vào với nhau này các bạn này. Đây này. Đây các bạn nhìn kỹ này. Đó. Các bạn thấy không? Đẹp chưa? Mình ghép hai chậu bà liễu xưa vào với nhau. Trong chậu phi là phi
30. Các bạn thấy dễ xanh không? Cây rất là khỏe mạnh. Đó, đây các bạn thấy không? Đẹp chưa? Liễu nó yếu điệu lắm nên mình phải cột cái dây ly lông, không là các em sẽ gãy thân đó. Bông đẹp mà. Rất đẹp, thơm lắm. Mình đang quay video này rất là thơm, buổi trưa. Mặt bông đẹp. Rồi, chúng ta sưu tầm rất là được nhiều màu sắc rồi, đó chính là màu trắng tím và màu gì đây? Màu vàng xanh. À, màu vàng lưỡi trắng. Tiếp theo chúng ta sưu tầm một màu nữa. Đấy, các bạn thấy nổi bật không? Đó là cái gì đây? Đây chính là cây pen soda xưa, thiên hạ đại nhất thơm. Chuẩn hàng xưa các bạn nhé. Lưỡi là lưỡi này, lưỡi đỏ lâu này, cánh hơi xoăn. Mặt bông rất là đẹp. Thì chậu pen soda thì hiện tại là bên mình cũng bán với giá là 70.000. Và mình sẽ viết là chữ P như thế này này để các bạn đỡ bị lộn. Cây cao được khoảng độ là 20 đến 25 cm nhé. Chậu 3 thân. Chậu 3 thân. Các bạn về ghép chung vào với nhau. Hai chậu pen chung vào với nhau. Đó, chúng ta cũng chèn than giống như sóc quà và rải ít dớn lên trên để cây khỏe mạnh. Tất cả những hàng này thì các bạn mua hàng thì là sẽ bảo hành chuẩn mặt bông. Và một tháng nữa là các em sẽ cho ra bông hết mà thôi. Mặt bông đẹp. Rất đẹp. Màu vàng nó nổi bật lắm. Các bạn nhìn xa này. Đó, các bạn thấy không? Nổi bật không? Em này là đúng là đẹp người đẹp lết. Vừa thơm lại còn mặt bông đẹp nữa. Cũng chỉ có giá 70.000 mà thôi. Rất là đẹp. Đáng sưu tầm. Chậu này mình trồng được 1 năm thôi đấy. Tuy vậy thôi, chứ trồng được 1 năm thì nó ra bông rất là nhiều rồi. Lúc đầu thì các bạn trồng có thể nó ra, lúc đầu các bạn trồng ra bông bói có thể là sẽ được khoảng là một bông, một cành như thế này đây này, để biết mặt bông xem là có thơm này. Nhưng mà các bạn trồng càng lâu chút xíu nữa, ví dụ như là 6 tháng hay là 1 năm thì các em sẽ ra rất là đẹp. Vậy là hôm nay các bạn đã được mình chia sẻ là bộ combo 3 cây đen đô nắng thơm nhất. Đó chính là thơm nhất, đó chính là cây pen soda. Thơm thứ hai đó chính là cây đen đô nắng bà liễu xưa. Và thơm thứ ba đó chính là cây đen đô nắng bà ná nà. Rất là đẹp. Đồng giá là 70.000. Các bạn thích mặt bông nào thì liên hệ giúp mình nhé. Hoa thơm. Và hiện tại bên mình cũng bán thêm một chút dòng như là cây đen đô nắng bò tím này các bạn này. Tại vì hôm nay là bò tím là không có thơm nên mình để sang một góc khác. Mình tập trung vào cái bộ của hôm nay là hoa thơm. Nhưng mà nếu bạn nào mà yêu thích cái màu của cây bò tím, đặc biệt là cái màu của cây bò tím này này, thì chúng ta để sưu tầm ở bên là mình sẽ quay cho các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Màu tím, màu vàng, trắng lưỡi tím và trắng vàng. Rất là nhiều màu sắc. Tập trung thì sẽ nói về bộ này nhiều hơn này, là ba cây này thơm nhất. Nhưng mà nếu có điều kiện thì chúng ta có thể là sưu tầm thêm bò tím nữa và trồng rất là tuyệt vời. Thì hiện tại bên mình cũng hiện cũng đang bán phân thuốc để chăm sóc lan cho bộ combo này là đầy đủ cho các bạn để trồng lan. Là giá là 250.000, mình sẽ miễn tiền ship các bạn có thể là trồng những cây đen tô này hoặc là hồ điệp hay là vũ lữ hay đai châu. Chúng ta xài bộ combo này 1 năm thoải mái các bạn nhé. Tính ra cũng rất là rẻ mà thôi. Và hộp vui này là mình tặng cho các bạn để về chúng ta phòng bệnh cho lan. Và ngoài ra mình tặng cho bạn cái bộ chăm sóc hoa lan ở bên mình đấy. Sao các bạn thấy mặt bông của cái nào đẹp nào? Pen soda hay là bà liễu xưa hay là cây bờ nã nà? Hương của mỗi cây nhá, mình xin nhắc lại nhá, hương của mỗi em là thơm vị khác nhau. Vị khác nhau. Em này thơm thơm, có vị ngọt ngọt và nó như nào nhỉ? Nó rất là giống cái mùi mùi của đen rô táo ngày xưa mình giới thiệu cho các bạn ấy. Rất là giống cái mùi của đen rô táo. Thơm thơm mà chua chua, nhẹ nhẹ. Thơm thơm chua chua. Giống như là đen rô táo vậy. Còn nó là bà liễu xưa thì này em mới thơm bay xa lắm. Mùi thơm của bà liễu xưa rất là bay xa. Còn nó là mùi thơm của pen soda thì này em mới thơm một cách như vậy làm rất là đậm đà. Thơm rất là đậm đà. Thơm đậm nhé. Bà liễu thơm nhẹ hơn chút xíu. Nhưng mà em này em thơm thơm lồng làn hơn. Chơi thơm lá cũng rất là đẹp. Đồng giá là 70.000. Các bạn có thể sưu tầm là hai cây pen soda,
hai cây bà liễu xưa hoặc là hai cây đen đôi chuối để chúng ta tạo ra những cái bộ đen đôi nắng thơm. Thì trong vườn của các bạn lúc nào cũng có mùi thơm. Không những mà bây giờ người ta yêu cầu là phải là trồng lan phải có sắc, bông đẹp, còn phải yêu cầu là phải là hương thơm nữa. Thì nếu các bạn là một trong những người yêu thích về hương thơm thì chúng ta không nên bỏ qua cái bộ ba đen đô nắng hoa thơm của bên Sóc Cò. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Xin chào và hẹn gặp lại.